Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này, chúng ta thường dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương người khác, nhưng đôi khi lại quên đi chính bản thân mình. Chúng ta đã quên đi rằng chính bản thân mình cũng cần được đối xử tốt và biết yêu thương thân tâm để có một cuộc sống trọn vẹn. Đời người có 3 chiếc chìa khóa cần thiết để mở ra cánh cửa hạnh phúc và thịnh vượng. Chiếc chìa khóa đầu tiên đó là đón nhận. Cuộc sống vốn dĩ không như mình mong muốn, vậy cho nên chúng ta phải biết học cách chấp nhận và thích nghi với những thay đổi đó. Đừng bao giờ cố gắng níu giữ mọi thứ phải nguyên vẹn theo ý của mình, và sự thay đổi là điều tất yếu. Và đó cũng chính là yếu tố để chính bản thân phát triển và trưởng thành hơn. Chiếc chìa khóa thứ hai là phải biết thay đổi những thứ không còn phù hợp hoặc nó không thuộc về cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, việc duy trì một mối quan hệ hoặc tiếp tục làm điều gì đó không mang lại hạnh phúc cho bản thân chỉ là việc lãng phí thời gian và sự mệt mỏi cho bản thân. Và dù có khó khăn đến đâu, thì hãy nên nhớ rằng mỗi bước đi dũng cảm trên con đường của sự thay đổi và tự giác sẽ mang lại cho chúng ta niềm tự hào và sự hài lòng về bản thân. Hãy tin rằng cuộc sống sẽ đền đáp cho những nỗ lực của chúng ta, và chỉ cần dũng cảm để bước đi, mọi khó khăn sẽ được vượt qua và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Buông bỏ không phải là một cuộc chạy trốn, mà chính ta đang tạo ra cơ hội cho bản thân để trưởng thành và phát triển, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chiếc chìa khóa cuối cùng là khi chúng ta không thể đón nhận thay đổi, hoặc thậm chí là không thể thay đổi được một tình huống nào đó, thì chúng ta cũng cần dũng cảm để buông bỏ. Đôi khi chúng ta bị mắc kẹt trong quá khứ, trong những ký ức đau buồn, hoặc trong những mối quan hệ không có hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta dũng cảm đưa ra quyết định buông bỏ, chúng ta không phải là đang chạy trốn, mà là đang giải thoát cho bản thân, tạo ra cơ hội cho bản thân tìm thấy con đường đúng đắn và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này. Nói tóm lại, để có một cuộc sống trọn vẹn, chúng ta cần học cách yêu thương và quan tâm đến chính bản thân mình bằng cách đón nhận thay đổi, rời xa những điều không tốt đẹp và dũng cảm để buông bỏ những gì không thể thay đổi được nữa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự sống được một cuộc sống thật đáng trân quý. Trong cuộc sống có hai loại người, người lạc quan và kẻ bi quan. Người lạc quan luôn tìm cách dùng nụ cười để khỏa lấp những điều không như ý. Họ biết cách nhìn vào mặt tốt đẹp của cuộc sống và luôn giữ vững niềm tin vào tương lai. Ngược lại, kẻ bi quan thường chỉ biết trách hờn và bao dung với những điều không như ý, và đôi khi họ quên mất niềm vui của sự sống. Đừng bao giờ đặt câu hỏi tại sao cho người khác, mà hãy tự vấn bản thân mình. Hãy tự hỏi rằng, tại sao mọi người lại đối tốt với bạn? Đó không phải là vì bạn xứng đáng được đối xử tốt như họ, mà bởi vì bạn cũng đã đối xử tốt với họ. Mỗi người đều có giá trị riêng của mình và một mối quan tâm đặc biệt. Đừng hy vọng rằng tất cả mọi người đều hiểu bạn. Hãy tập trung vào việc hiểu rõ bản thân và mục tiêu của mình là gì. Mọi người đều có những sở thích và mối quan tâm riêng biệt. Chỉ cần bạn hiểu rõ chính mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu như thế nào, đó là điều quan trọng. Hãy hoàn thiện chính mình và tạo ra giá trị cho bản thân. Khi bạn tự tin và trân trọng chính mình, thế giới sẽ tự nhiên trân quý và tôn trọng bạn. Hãy giữ vững niềm tin và nụ cười, vì đó là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của hạnh phúc và thành công. Trong cuộc sống, đừng bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế. Tiền bạc là một tài nguyên quý giá mà không ai có thể có đủ. Thay vào đó, chúng ta hãy học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa, nhưng đôi khi họ không thể giúp được bạn, và điều đó hoàn toàn bình thường thôi. Không nên mang tâm quán trong lòng, vì ở đời không ai nợ ai bất cứ thứ gì. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Cuối cùng,
chỉ có chính bản thân mình mới liên quan trực tiếp đến chuyện sống chết của mình. Hãy học lấy tính kiên cường, vì đó là điều giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống này. Hãy tin vào bản thân mình và không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất. Chỉ cần bạn có lòng kiên nhẫn và quyết tâm, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Đừng chờ đợi người khác, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, và từ đó bạn sẽ thấy cuộc sống mở ra những cánh cửa mới cho bạn. Trong cuộc sống, đừng bao giờ đánh giá một người dựa trên sự giàu nghèo. Tiền bạc không có liên quan gì đến giá trị con người, và điều này cũng không phải là tiêu chí quan trọng trong việc kết bạn. Đừng bao giờ biến mình thành đầy tớ của người khác chỉ vì họ có tiền. Trên thế giới này, có những người dù chỉ có một ít nhưng sẵn sàng đứng ra vì bạn. Hãy học cách nhìn người và đánh giá họ qua hành động, tình cảm thực sự của họ. Tuy có những loại tình yêu trung trinh, tiết liệt như là Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đại hay là Romeo và Juliet, nhưng thực tế là đời sống không phải lúc nào cũng như trong truyền thuyết. Chúng ta sống lâu hơn và cần phải biết cách giữ gìn, nhưng đừng quá cố chấp vào bất cứ điều gì. Thế giới không chỉ dành riêng cho bạn, và không phải mọi thứ đều xoay quanh bạn. Đừng cố bám víu vào những thứ đã có, vì chúng ta cũng chỉ là những khách hồng trần, sinh ra không mang gì, và khi chết đi cũng không mang được gì theo đâu. Hãy học cách buông xả và đánh giá con người qua tình thân, lòng tốt và sự chân thành, chứ không phải qua tài sản. Đừng buồn rầu và đừng nản chí. Hãy nhớ rằng bản thân bạn luôn có sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong. Trên con đường đời, không có con đường nào là bằng phẳng cả, mà luôn chứa đựng những khúc quanh khó khăn. Nhưng những thử thách này không phải là để khuất phục bạn, mà là cơ hội để giúp cho bạn luyện tính kiên cường và trưởng thành hơn. Dù cho đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, khi mặt trời vừa bừng tỉnh, thành phố cũng sẽ tiếp tục với nhịp sống rộn ràng. Hãy tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và mỗi ngày mới sẽ là một cơ hội mới để bạn bắt đầu lại. Danh thế không phải là điều mà ai cũng có thể đạt được một cách dễ dàng. Nó là kết quả của sự phấn đấu và rèn luyện không ngừng. Tuy nhiên, danh thế không phải là điều đặc quyền. Và thực tế, danh thế vừa phải chính là phúc phần. Danh quá cao, thế quá mạnh có thể đem lại những áp lực và căng thẳng mà ít người có thể chịu đựng được. Đôi khi những người nổi tiếng và giàu có cũng phải đối mặt với những khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống của họ. Một khi con người đã sống được một đời, họ sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là sự sung túc và giàu có, mà là vì việc mỗi ngày trôi qua đều mang lại ý nghĩa và niềm vui thực sự như thế nào. Hạnh phúc không đến từ việc so sánh người này với người khác, mà đến từ việc sử dụng trái tim để mà cảm nhận. Niềm vui thực sự không đến từ bên ngoài, mà nó xuất phát từ bên trong, từ nội tâm của mỗi người. Bằng cách tập trung vào những giá trị thực sự của cuộc sống như tình yêu, sự hài lòng và lòng biết ơn, chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự, không bị phụ thuộc vào vật chất hay là danh vọng. Trong cuộc sống, có những điều mà ta cần tâm niệm và cân nhắc. Dù tâm trạng có tệ hại đến đâu đi nữa, nhưng hãy nhớ là đừng viết nó lên khuôn mặt của mình, bởi chẳng ai muốn đọc những điều tiêu cực. Dù công việc có mệt mỏi đến đâu, đừng có trách móc và thở than, vì có ai nhận làm thay bạn đâu mà. Hãy đặt niềm tin vào khả năng của bản thân và tiếp tục cố gắng. Dù hoàn cảnh có nghèo khổ đến đâu, cũng không nên than hèn và kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Hãy tự tin và vượt qua mọi khó khăn với ý chí mạnh mẽ. Dù thất vọng nhưng đừng có gục ngã. Hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân, và tiếp tục cố gắng hết mình. Dù có chán nản thì cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải chỉ là công việc mà còn là chính bản thân mình. Hãy trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân và tiếp tục đi đến phía trước. Dù khó khăn
đừng than thở làm gì. Mỗi người đều có việc riêng và không thể giúp bạn mãi. Hãy mạnh mẽ và tự tin vượt qua mọi thử thách. Hãy tận hưởng mọi điều bạn đang làm. Dù có khó khăn cũng đừng bi quan và mất đi ý chí. Chẳng ai sinh ra đã có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo được, mà mọi thành công đều đến từ sự cố gắng của bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy mình cô độc, nhưng trên thực tế, ít ai hiểu rõ cảm giác đó đến từ đâu và có ý nghĩa như thế nào. Dù xung quanh có người thân, bạn bè bên cạnh, nhưng mà nếu họ chưa từng trải qua những gian nan, khó khăn của cuộc đời, thì họ cũng sẽ không thể hiểu được cảm xúc cô đơn đó như thế nào. Khi đau buồn hay là mệt mỏi, hãy biết tự an ủi chính bản thân mình. Nếu không có ai lo lắng thì hãy mạnh mẽ hơn để tự vượt qua mọi khó khăn. Không có ai cổ vũ mình thì hãy tự mình tìm nguồn động viên để tiếp tục phấn đấu. Không có ai chiêm ngưỡng, hãy tự mình tạo ra cuộc sống thơm tho và đáng sống. Hãy quan sát những điều giản dị như cỏ dưới chân mình, hoa trên đường, lá trên cây kia. Dù có khiêm tốn nhưng mà nó sống cuộc đời thực sự tươi đẹp. Sinh mạng là một điều vô cùng quý báu và ngắn ngủi. Vì vậy, hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc mà không xem thường điều gì. Đừng quá khắc nghiệt với những việc xung quanh. Mỗi sự tồn tại đều có lý do của nó. Đừng bình luận về người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta chưa hiểu hết về họ. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý những người mà mình yêu thương và quan tâm mà thôi. Hãy đối xử với mọi người với lòng tôn trọng và sự hiểu biết để xây dựng một cộng đồng tình thương và đồng cảm. Trong những lúc tức giận, chúng ta thường mất đi sự kiểm soát và có thể nói ra những lời lẽ đau lòng. Vậy nên sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Thay vì để bản thân mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực, chúng ta nên học cách tha thứ đối với những người đã làm tổn thương mình. Tuy nhiên, đừng cho họ có cơ hội tái phạm nữa, bởi sự bảo vệ bản thân là vô cùng quan trọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi nó đầy thách thức và gian khổ. Tuy nhiên, đừng bao giờ mất đi lòng tự tin, vì phía trước vẫn là những điều tươi đẹp đang chờ đợi mình. Dù phẩm chất của mỗi người có cao quý hay là hư hỏng đến đâu, hãy luôn giữ lòng biết ơn và đối xử hiếu thuận với mẹ cha, những người đã dành cả cuộc đời để dưỡng dục và chăm sóc chúng ta, vì đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở nên già yếu như vậy. Khi lớn lên, hãy nhớ đến những người đã từng giúp đỡ bạn trong quãng đường đầy gian nan này. Đừng hận người đã từng yêu, vì mỗi mối quan hệ đều là bài học quý báu giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Và đừng bao giờ lừa dối người đã trao cho bạn lòng tin, vì điều đó là một khoản quý giá không thể mua được bằng bất cứ thứ gì cả. Hãy trân trọng và giữ gìn những mối quan hệ đáng quý trong cuộc sống này. Trong cuộc sống này, mỗi người đều là một hành trình riêng, đi qua những cung đường khác nhau và mang theo những cảm xúc đặc biệt của riêng mình. Giống như bầu trời vậy, nơi chứa đựng cả mặt trời sáng chói lẫn những đám mây u ám. Trong từng trái tim đều tồn tại những phân đoạn tình cảm, từ niềm vui ngọt ngào cho đến nỗi buồn đắng cay. Nhưng đôi khi chúng ta không thể diễn tả được những cảm xúc đó thành lời, bởi vì tâm tình không thể nói ra, chỉ có tiếng lòng mới hiểu được. Dưới áp lực xã hội và trách nhiệm, chúng ta thường giữ cho mình mặt nạ mạnh mẽ và thành công bên ngoài, và nỗi đau thường được kín đáo giấu sau vẻ ngoài rạng rỡ đó. Dù lời khuyên từ người khác có thể mang lại sự hiểu biết và định hướng, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận và hiểu được chúng. Đôi khi đối mặt với những thử thách và khó khăn, tâm trí của chúng ta trở nên lúng túng và không biết cách giải quyết mọi vấn đề một cách rõ ràng như thế nào được. Vì vậy, khi gặp phải những tình huống khó khăn, hãy dành thời gian để tĩnh tâm và suy ngẫm, để hiểu rõ hơn về bản thân và cảm nhận sâu sắc hơn về những cảm xúc bên trong của mình. Mỗi trải nghiệm đều là một bài học giúp ta trưởng thành và nhìn nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Thay vì lo lắng và bận rộn với những sự thay đổi không lường trước,
thì hãy tập trung vào việc sống một cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống ngay tại hiện tại. Đừng để cuộc sống trôi qua mà không để lại dấu ấn. Hãy cố gắng sống một cách có ý nghĩa và tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là cách chúng ta sống và hành động ở hiện tại, bởi nó sẽ quyết định được tương lai của chúng ta. Hãy biến những biến động thành cơ hội, và từng bước chân trên con đường cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc buông bỏ là điều không thể, vì khi chúng ta không đủ can đảm để buông tay thì người kia cũng sẽ không còn đành lòng ở lại. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống này có những điều không thể mất đi được, nhưng cũng có những điều cần phải để lại. Như cá không thể sống mà không có nước, và nước không có cá lại càng trở nên thanh tịnh và thảnh thơi hơn. Mọi việc cần đến sẽ đến, và mọi người muốn đi rồi cũng sẽ ra đi thôi. Đừng cố gắng giữ lại những thứ không còn thuộc về mình nữa. Cũng đừng miễn cưỡng khi phải buông bỏ. Hãy tôn trọng quyết định của người khác, và hãy dừng lại để trân trọng những người làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Hãy hết lòng với công việc và cuộc sống trong mỗi ngày hiện tại, vì những nỗ lực đó sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ và tạo nên hồi ức đẹp trong tương lai của mình. Đừng lãng phí thời gian và năng lượng vào những điều không đáng, mà hãy tận hưởng và trân trọng mọi khoảnh khắc của cuộc sống này. Chúng ta cần phải đặt tâm bình an vào trung tâm của mọi quyết định và hành động của mình. Sử dụng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi. Ta không cần phải lo lắng, bởi cuộc sống không bao giờ là một bản nhạc thanh nhàn. Và đôi khi nó cũng không hề nhẹ nhõm như chúng ta tưởng đâu. Mỗi trải nghiệm, dù là vui vẻ hay là khó khăn, đều mang lại cho chúng ta một bài học quý giá để mà trưởng thành hơn. Có những việc phát sinh chỉ có thể đón nhận, có những người mất đi chỉ có thể buông tay, và có những đoạn đường chỉ còn cách bước tới. Những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường đến từ sự chờ đợi chứ không phải từ việc giành giật. Vì vậy, chúng ta cần phải có lòng nhẫn nại để không bỏ lỡ cơ hội và không lẻ loi với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống. Vì khi nhìn lại vào ngày mai, chúng ta sẽ nhận ra rằng những điều đó thực sự rất quan trọng và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của chúng ta. Những hồi ức đẹp đẽ thường chỉ trở nên rõ ràng khi chúng ta trở thành quá khứ và làm cho ta hiểu được giá trị thực sự của chúng. Nếu có duyên thì thời gian và khoảng cách không bao giờ là vấn đề, bởi những điều đó không thể ngăn cản được duyên số. Tuy vậy, nếu vô duyên, dù có gặp nhau cuối cùng mỗi người cũng sẽ đi một hướng riêng mà thôi. Đó là định mệnh không thể tránh khỏi được. Có lẽ một số người cần phải trải qua nhiều đoạn đường, gặp gỡ nhiều thăng trầm của cuộc sống và chịu đựng nhiều gian khổ và thử thách mới có thể trưởng thành được. Khi nhìn thấy một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Khi không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải là vì đã sống lâu và trải qua nhiều, mà bởi họ biết khi nào cần buông bỏ hoặc khoan dung để giảm bớt sự đấu tranh. Trong lòng mỗi người đều từng gánh chịu ít nhiều những nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã trải qua mà không còn cảm giác nữa, mà bởi họ biết rằng việc nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm bản thân trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan trọng, mà chỉ có thể lặng im đối diện với chúng, từ đó chúng mới có thể bình phục được. Trưởng thành không chỉ là biết cách giữ nụ cười trên môi, mà còn là khả năng biến khổ đau thành hạnh phúc. Dù cuộc sống hiện tại có nhiều điều tồi tệ, trưởng thành là khi chúng ta dám đối mặt với những thách thức, không tránh né, không oán trách. Mỗi thử thách, mọi khó khăn đều là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Thay vì lặng lẽ, than vãn và oán trách số phận, hãy nhìn nhận mọi điều xảy ra như là những bài học quý giá. Chính những thử thách đó sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Trong cuộc sống, chúng ta cần học cách sống tùy duyên, nhận biết rằng giữa con người và con người có thể có những khoảng cách, giữa công việc và công việc có thể phức tạp hoặc đơn giản, và giữa tình cảm và tình cảm có thể hoặc sâu hoặc cạn. Đừng kỳ vọng người khác sẽ đối xử với mình đặc biệt và không nên mong họ sẽ bớt bỏ những âm mưu. Hãy để cho cuộc sống diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Hãy thuận theo nhân duyên, vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Đức Phật từng dạy rằng, dù nói bao nhiêu lời đi chăng nữa cũng chỉ là thừa. Nhưng nếu đã có duyên thì chỉ cần một lần xuất hiện, người đó có thể tỉnh thức mọi giác quan. Có nhân việc đã được phân biệt rõ ràng giữa trắng và đen đã trở thành quá khứ. Có những người đã giận dữ và oán hờn trong vài ngày, nhưng đã trở thành chỉ giảng. Những nỗi đau một khi đã cười lên cũng sẽ tan biến như bọt nước. Có những tình huống nhờ chịu đựng một chút đau thương mà ta trở nên kiên cường. Đôi khi, những vấn đề lớn hôm nay khi nhìn lại vào ngày mai sẽ trở nên không đáng kể nữa. Những điều vĩ đại trong đời này, trong đời sau có thể trở thành truyền thuyết. Mỗi người chúng ta, dù có nhiều nhất đi chăng nữa cũng chỉ là một câu chuyện trong vũ trụ rộng lớn này. Vậy cho nên, trong cuộc sống hoặc công việc, nếu gặp phải những điều không như ý muốn, hãy nói với chính mình rằng, hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng sẽ đến thôi. Hãy buông bỏ tất cả những gì đã qua để bắt đầu một ngày mới, một cách nhẹ nhàng và bình thản hơn. Trên cuộc đời, chúng ta thường quá mải mê lo lắng và để tâm vào những điều không đáng để ý, mà thật ra việc này không hề mang lại bất kỳ sự thay đổi nào. Cuộc sống không chỉ là kết quả cuối cùng, mà còn là hành trình mà chúng ta đang trải qua, mà chính chúng ta đã lựa chọn. Không ai khác có thể quyết định cho cuộc sống của chúng ta, chỉ có bản thân ta mới có khả năng định hình và lựa chọn nó. Khi trở nên trưởng thành, ta học được cách đối mặt với khó khăn và thử thách với nụ cười. Bởi nụ cười chính là lời khích lệ, là sức mạnh để vượt qua mọi rào cản. Bất chợt một ngày, ta sẽ nhận ra rằng, việc quá quan tâm đến một người chỉ là tự làm tổn thương bản thân mình. Bất chợt một ngày, ta nhận ra rằng, tình cảm là điều chỉ có thể gặp mà không thể tìm kiếm được. Bất chợt một ngày, ta nhận ra rằng, có những điều chỉ có thể nắm giữ một lần, và khi buông tay, chúng có thể mãi mãi mất đi. Nhưng qua những trải nghiệm đó, ta học được cách tiếp tục bước đi và học cách sống một cách tự do và bình thản hơn. Trong cuộc sống này, không có khó khăn nào là không thể vượt qua được, và không có ai là không thể rời bỏ. Nếu một điều gì đó không được trân trọng và không còn ý nghĩa nữa, chúng ta cần phải biết khiến cho nó dứt khoát quay lưng. Dù có phải chịu đựng nước mắt, dù có phải trải qua đau lòng, nhưng tuyệt đối không được bao giờ tuyệt vọng. Vì giọt nước mắt hôm nay sẽ là nguồn động viên để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn vào ngày mai. Mọi vết sẹo trên cơ thể sẽ trở thành dấu vết của sự kiên trì trên con đường phía trước. Nếu trước đây ta chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ bây giờ, hãy trân trọng những người lo lắng cho mình. Hãy suy nghĩ về một ngày bạn mất đi tất cả, và bạn sẽ nhận ra rằng người ở lại bên cạnh bạn có thể là gia đình, bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là một người qua đường. Đôi khi nhìn vào gương, ta sẽ nhận ra rằng trong mắt người khác, mình không quan trọng như ta từng nghĩ. Quý nhân của bạn là ai? Người cho bạn mượn tiền trong lúc khó khăn. Người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cho chúng ta mượn tiền khi gặp khó khăn, không có nghĩa là họ thực sự giàu có và dư dả, mà thực sự là họ vì tình cảm chân thành thực sự muốn giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. Đối với họ, tiền bạc không phải không quan trọng, mà họ coi tấm chân tình quan trọng hơn tất cả. Vì thế, thứ họ cho chúng ta mượn không chỉ là tiền tài, vật chất,
mà còn gửi gắm tình cảm, lòng tin nơi bạn. Người sẵn sàng chỉ ra lỗi lầm của bạn. Người muốn bạn tiến bộ chính là người thương bạn. Đừng nên hiểu lầm rằng họ đang bắt lỗi sai hay không tôn trọng bạn. Bởi khi thấy bạn mắc lỗi, họ thực sự cũng đang rất sốt ruột. Lời thật đôi khi sẽ khó nghe, nhưng lại khiến ta tỉnh ngộ. Và chỉ có người muốn tác thành cho bạn mới không cố kỵ mà thẳng thắn góp ý. Họ không phải không sợ mất lòng, mà họ muốn tốt cho bạn, coi sự tiến bộ của bạn là ưu tiên. Những người thẳng thắn, bộc trực, sống có trách nhiệm sẽ khiến chúng ta có thể yên tâm đưa lưng cho họ bảo vệ. Vậy nên đừng để dụt mất những người như vậy. Người kéo bạn thoát ra khỏi nghịch cảnh. Khi gặp người tốt đối với chúng ta, đó chính là phúc khí và may mắn của chúng ta. Cho nên, nếu bạn rơi vào nghịch cảnh mà có người vẫn chủ động ra tay giúp đỡ, không sợ phải gặp phiền toái mà kéo bạn thoát ra, thì nhất định đó là quý nhân của bạn. Ngoài ra, người cho bạn một con đường hy vọng thì đúng là người có tâm tính tốt và lương thiện. Người hết lòng tuân thủ lời hứa. Thời đại này, vì lợi ích mà tính và nghĩa dường như không còn được nhiều người coi trọng. Vậy nên, tìm được một người tuân thủ tính nghĩa thì phải quý như vàng. Đó là bởi vì không chỉ họ coi trọng lời hứa với bạn, mà còn coi trọng bạn. Người xưa có câu, lời nói gói vàng. Chữ tín thể hiện sự tôn nghiêm, nghĩa khí và tinh thần trách nhiệm của một người. Người quân tử coi trọng lời hứa, người như vậy đáng thâm giao và đáng giá tin cậy. Người nhân hậu. Chơi với người lành thì cuộc sống thanh tịnh, là bởi vì chính lời nói và việc làm của người ấy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn, vô hình trung mà ảnh hưởng tốt đến bạn, cho bạn nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn hơn. Đó chính là một loại tài phú vô hình. Người truyền lại kinh nghiệm nhân sinh cho bạn. Không phải ai cũng nguyện ý sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Tìm kiến thức không khó, tìm thầy mới khó. Vì vậy, khi ai đó sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn thì đừng nên xem nhẹ. Bởi họ đang nghĩ cho bạn, muốn bạn có con đường tương lai thuận lợi thì đơn giản là họ rất coi trọng tài năng của bạn. Người thân. Cha mẹ, người thân không chỉ là quý nhân mà còn là người có ơn với chúng ta. Ngay cả tình yêu mặn nồng đến mấy, tình bạn thân thiết đến đâu cũng đều phải có điều kiện mới đến với nhau. Vì chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Chỉ họ mới có thể nhẫn nại những điều không thể nhẫn, bao dung những điều gần như người ngoài không thể bao dung với chúng ta. Nhưng đôi khi vì một phút nóng giận nhất thời hay vì những dục vọng cá nhân mà chúng ta làm các bậc sinh thành phải buồn lòng, thậm chí vì người ngoài mà nổi nóng thất ý với người trong nhà. Không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trong đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó. Trong cuộc sống, gặp được quý nhân là một điều may mắn. Có thể thành quý nhân của người khác thì quả là đáng quý. Lại có thể là quý nhân của chính mình thì còn gì tuyệt vời hơn. Ai là quý nhân? Thích Ca Mâu Ni từng nói, bất kể có gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Những người có duyên với bạn sẽ đến bên bạn một cách vô thức.
những người không có duyên với bạn, dù bạn có cố gắng đến đâu, cũng sẽ không thể gặp được họ. Một thiền sư đã nói rằng, những người bạn gặp đều do số phận sắp đặt. Định mệnh đưa họ đến với chúng ta. Mục đích là gì? Đó là để cuộc sống của chúng ta đi đúng hướng. Ít nhất tất cả chúng ta cùng có lợi. Những đối thủ có khả năng tương tự như bạn là quý nhân. Khi chúng ta chơi cờ vua, điều chúng ta hy vọng nhất là gặp được một đối thủ có kỹ năng chơi cờ tương tự. Tranh đấu với những tên bất tài vô nghĩa, ngay cả khi chúng ta chiến thắng, nó sẽ không tạo ra bất kỳ tiến bộ lớn nào và không kích thích tiềm năng của chúng ta. Cuộc sống giống như một bàn cờ, và tất cả chúng ta đều là những người chơi thao túng bàn cờ. Bạn có thể đi được bước nào không chỉ phụ thuộc vào thực lực của bản thân mà còn phụ thuộc vào thực lực của đối thủ. Người khiến bạn khốn khổ và thay đổi hướng đi của vận mệnh chính là quý nhân. Anh Quan và anh Lý làm việc trong một doanh nghiệp có tiếng. Tuy nhiên, vì anh Lý có người chống lưng nên chèn ép anh Quan khắp nơi, thậm chí chặn sự thăng tiến của anh Quan, đẩy anh đến bước đường cùng. Đối mặt với tình hình như vậy, anh Quan không còn cách nào khác là kiên quyết từ chức và chọn làm việc ở các công ty khác. Hôm nay, 10 năm sau, anh Quan đã trở thành một chủ doanh nghiệp lớn, còn anh Lý vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với chức nhân viên quèn. Theo bạn, việc anh Quan chuyển sang công ty khác là điều tốt hay là điều xấu? Có thể nói, tất cả những điều xấu sẽ biến thành điều tốt trong một ngày không xa. Mọi thứ khiến bạn khốn khổ đều khiến bạn trưởng thành nhanh hơn. Người níu kéo bạn khi bạn rối ren chính là quý nhân. Như có câu, ở hiền gặp lành, ở lạnh mới biết cây tùng. Khi thời tiết cực lạnh, chúng ta mới biết được sự quý giá của cây tùng, cây bách. Chỉ sau khi trải qua bao gian khổ, nhìn thấu lòng người thì chúng ta mới hiểu được giá trị của tình yêu đích thực. Những người thấy rằng bạn có tiền và quyền lực muốn tâng bốc bạn hoặc thậm chí làm hài lòng bạn, bất kể họ nói những điều tốt đẹp gì hoặc cảm xúc của họ mãnh liệt như thế nào, đều không đáng tin. Một người càng đạo đức giả bao nhiêu thì khi bạn giành được quyền lực, họ sẽ càng gần gũi bấy nhiêu. Điều chúng ta cần chú ý không phải là những người đến với chúng ta khi chúng ta đang nắm quyền, mà là những quý nhân chủ động ra tay giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn. Cảm xúc chân thật luôn sẽ được bộc lộ khi có người ta ở điểm thấp. Chỉ có tình cảm chân chính trong nghịch cảnh mới đáng trân quý cả đời. Những người hiểu bạn là quý nhân. Một người hiểu bạn có thể mang lại một mối quan hệ với sự thoải mái và an tâm. Trên mạng họ truyền tai nhau câu nói như thế này: điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là được chia sẻ những điều tuyệt vời và cảm động nhất với người thực sự hiểu mình. Người với người, thứ có được nhất chính là thấu hiểu nhau. Trong Hồng Lâu Mộng, tình cảm giữa Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc là mối tình khiến người khác ghen tị. Giữa họ chưa thể nhắc tới chữ yêu, nhưng bạn có thể cảm nhận được chữ hiểu giữa hai con người ấy. Bảo Ngọc và Đại Ngọc giận dỗi nhau. Bảo Ngọc vội vàng nói: nghe ta nói một câu nữa thôi. Đại Ngọc vừa lau nước mắt, vừa đẩy Bảo Ngọc ra, rồi nói: có gì mà phải nói, lời của Bảo Ngọc cô sớm đã hiểu rồi. Không cần nói, đối phương cũng đều hiểu. Nó cần tới biết bao sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trong tâm hồn giữa hai con người. Thực ra, không khó để hiểu vì sao Bảo Ngọc và Đại Ngọc lại hợp nhau tới như vậy.
Đó là bởi vì trong tất cả các nhân vật, chỉ mình Đại Ngọc không ép Bảo Ngọc đi theo con đường công danh. Cũng chỉ có mình Đại Ngọc cảm nhận được nét tính cách và cái phẩm chất có khuynh hướng đơn giản, không muốn bó buộc dưới áp lực của Bảo Ngọc. Có lẽ một tình yêu đẹp cũng chỉ cần có vậy. Hai ta thấu hiểu nhau, không cần phải ra sức giải thích hay ép mình thành một người khác chỉ để làm hài lòng đối phương. Chúng ta có thể đơn thuần và thoải mái là chính mình trong mắt đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy tự tại và vui vẻ. Trên thế gian này, có một người hiểu bạn, đó là điều hạnh phúc nhất. Ba sai lầm tâm linh phổ biến, đi ngược lời Phật dạy. Thứ nhất, coi Phật Di Lặc là thần tài. Trong Phật giáo, Phật Di Lặc là vị Đại Bồ Tát. Nhưng vì có dáng vẻ tươi cười viên mãn đầy đủ, nên nhiều người thờ như thần tài để mong may mắn, tài lộc đến với gia đình. Nguyện vọng tuy tốt, nhưng lại là sai lầm tâm linh đáng tiếc bán bổ Phật. Đừng coi Phật Di Lặc là thần tài, bởi điều này là một hiểu lầm phổ biến. Phật Di Lặc là một vị Phật của Phật giáo Mật Tông. Hình tượng của ông thường được miêu tả với một cái túi lớn trên lưng, cầm một quả cầu hoặc bao cát trong tay. Phật Di Lặc không phải là thần tài, mà ý nghĩa của ông khác hoàn toàn. Ông biểu tượng cho sự hạnh phúc, vui vẻ và lòng biếu tặng. Hình ảnh cái túi lớn trên lưng của ông đại diện cho sự tích lũy và phú quý. Nó không chỉ là tiền bạc và tài nguyên vật chất, mà còn là những niềm vui, niềm tin và trí tuệ tích lũy được trong lòng. Tương phản với thần tài, một thần trong truyền thuyết của Trung Quốc đại diện cho tài lộc và giàu có vật chất. Phật Di Lặc đề cao tinh thần thanh tịnh, sự bình an và không gian tĩnh lặng. Ông biểu hiện cho tình yêu và sự nhân từ và thường được coi là Bồ Tát quá thân của Tiếp Dẫn Bồ Tát, người đứng đầu Bồ Tát Tam Bảo. Hình ảnh Phật Di Lặc thường được treo hoặc đặt trong các nhà hàng, cửa hàng và gia đình để mang lại niềm vui và may mắn. Người ta tin rằng sự hiện diện của ông sẽ đem đến sự thịnh vượng và tình yêu đối với mọi người. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nhầm lẫn ý nghĩa của Phật Di Lặc với thần tài và những khía cạnh vật chất mà thần tài đại diện. Do đó, hãy tôn trọng và hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của mỗi hình tượng trong văn hóa và tôn giáo truyền thống. Nhìn nhận Phật Di Lặc với tình yêu và tâm hồn thanh tịnh và để ý nghĩa của ông lan tỏa sự vui vẻ, sự bình an và lòng biếu tặng trong cuộc sống hàng ngày. Phật Di Lặc cũng giống như các vị Phật tôn kính khác, phải thờ ở nơi cao, trang nghiêm, nhưng bàn thờ thần tài lại thường ở gần cửa ra vào, nhộn nhạo ở dưới thấp. Hơn nữa, nhiều người coi Phật Di Lặc là thần tài thông thường, đúc tượng có cầm hai thỏi vàng trên tay. Phật nào mà lại coi trọng tiền tài vật chất như vậy? Quả là đi ngược lại với giáo lý nhà Phật. Thứ hai, đó là phóng sinh sai cách. Phóng sinh là cứu mạng những con vật sắp bị giết, là một việc làm thiện có phước báo rất lớn theo giáo lý nhà Phật. Nhưng ngày nay, việc tốt đẹp này đã bị biến tướng thành tục lệ xấu xí. Ý nghĩa của phóng sinh là giải phóng sinh vật bị giam hãm, tạo nghiệp lành, chứ không phải là đua nhau ra chợ mua về rồi thả bừa bãi, tạo nên cảnh dây mắc hỗn loạn, phóng thả bừa bãi. Phóng sinh phải thành tâm và thật là việc giải thoát cho sinh vật ấy, chứ đừng xuất phát từ tâm muốn được báo đáp của mình. Phóng sinh là một hoạt động truyền thống trong văn hóa của nhiều quốc gia châu Á, nhằm tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn của tổ tiên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không ít người đã phóng sinh sai cách, không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó
và gây ra những hậu quả không mong muốn. Việc phóng sinh sai cách thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và nhận thức về ý nghĩa thực sự của nghi lễ này. Một số người thực hiện phóng sinh chỉ vì áp lực xã hội hay môi trường xung quanh, không thực sự hiểu rõ ý nghĩa của việc cầu nguyện cho tổ tiên. Họ có thể coi đây chỉ là một nghi lễ truyền thống không có ý nghĩa sâu xa và chỉ đơn giản là một nghĩa vụ tín ngưỡng mà phải thực hiện. Hậu quả của việc phóng sinh sai cách có thể làm mất đi giá trị và ý nghĩa ban đầu của nghi lễ. Những người không hiểu biết về quy tắc và quyền tự do của việc phóng sinh có thể tạo ra sự lãng phí nguồn tài nguyên và tài sản. Thí dụ, họ có thể tiêu tốn một lượng lớn thực phẩm, đồ trang sức hoặc đồ vật xa xỉ để phóng sinh mà không thực sự đem lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ngoài ra, việc phóng sinh sai cách cũng có thể dẫn đến các vấn đề môi trường nghiêm trọng. Thí dụ, việc đốt cháy lượng lớn giấy tiền giả trong các nghi lễ phóng sinh có thể gây ra ô nhiễm không khí và gây cháy. Sự chủ quan và thiếu hiểu biết về việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên trong quá trình phóng sinh đã khiến môi trường chịu áp lực và gây tổn hại đáng kể. Nhân sinh sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta chỉ thực hiện các hoạt động phóng sinh mà không hiểu rõ tầm quan trọng của chúng. Phóng sinh không chỉ đơn thuần là việc cầu nguyện và tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với những người đi trước, cùng việc gắn kết gia đình và duy trì những giá trị truyền thống. Để phóng sinh đúng cách, ta cần hiểu rằng ý nghĩa của nó không nằm trong việc tiêu tốn vật phẩm xa xỉ, mà là trong tình cảm và tâm hồn chân thành của chúng ta. Cầu nguyện cho tổ tiên không chỉ là việc truyền tải những ước nguyện tốt đẹp, mà còn là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và lòng thành kính đối với những đóng góp của họ cho cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, phóng sinh cũng là dịp để chúng ta tìm hiểu và ghi nhớ câu chuyện về tổ tiên, về nguồn gốc và quá trình hình thành gia đình. Đây là cơ hội để truyền đạt những giá trị gia đình, những bài học và truyền thống quý báu từ thế hệ này sang thế hệ sau. Chính qua những câu chuyện hồi ức và truyền thống, chúng ta duy trì và khắc sâu nhận thức về giá trị gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, phóng sinh cũng là dịp để ta nhìn lại cuộc sống và đánh giá hành trình của chính mình. Nó là thời điểm để ta đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, mục tiêu và giá trị cá nhân. Từ đó chúng ta có thể xem xét và cải thiện bản thân để trở thành những người sống có ý nghĩa và tạo đóng góp tích cực cho xã hội. Thứ ba là đốt vàng mã. Từ xa xưa, theo tín ngưỡng của người Trung Quốc, người ta đốt vàng mã để cho người thân đã chết có tiền tiêu, có đồ dùng. Đây là theo quan niệm của người Trung Quốc, không phải của đạo Phật, vì ở Ấn Độ xuất xứ đạo Phật không hề có lệ này. Đốt vàng mã, một hành động gây tranh cãi và ám chỉ sự xa hoa và lãng phí tài nguyên, đã từ lâu thu hút sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục thực hiện hành động này mà không nhận ra những hậu quả tiêu cực và mất mát thực tế mà nó mang lại. Đốt vàng mã, trong bối cảnh văn hóa và truyền thống, thường được coi là một biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng và thành công vượt trội. Tuy nhiên, việc đốt vàng mã không chỉ tạo ra một hình ảnh phù phiếm về sự xa hoa, mà còn góp phần vào sự lãng phí tài nguyên và gây hại đến môi trường. Đầu tiên, đốt vàng mã là một sự lãng phí tài nguyên nghiêm trọng. Vàng là một loại kim loại quý, có giá trị cao, được khai thác và chế tác qua quá trình công phu và tốn kém. Đốt vàng mã có nghĩa là tiêu hủy một nguồn tài nguyên đáng quý mà có thể được sử dụng cho mục đích khác như đầu tư sản xuất hay giúp đỡ những người cần thiết. Hành động này không chỉ là sự lãng phí
mà còn góp phần vào sự chênh lệch giàu nghèo và không công bằng xã hội. Thứ hai, đốt vàng mã cũng gây hại đến môi trường. Việc đốt vàng mã thường dẫn đến sự thải ra không khí các chất độc hại như khí thải và bụi mịn, góp phần vào ô nhiễm không khí và sức khỏe con người. Ngoài ra, quá trình chế tạo vàng cũng ảnh hưởng đến môi trường, gây ra sự tàn phá đất đai, sông ngòi và rừng rậm. Việc đốt vàng mã không chỉ góp phần vào việc tiêu tốn tài nguyên tự nhiên, mà còn tác động tiêu cực đến sự cân bằng môi trường và bền vững của hành tinh. Phật giáo trọng sự tiết kiệm. Đốt vàng mã gây lãng phí tiền của, công sức, ô nhiễm môi trường, thì làm việc trái ngược với tinh thần của Phật giáo. Phật là tu tâm. Muốn khi chết được thanh thản, thì khi sống hãy tạo nhiều nghiệp lành. Khi sống chỉ gây oan trái thì thác đi rồi, sao có thể hồng mong được điều tốt. Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, con người khi sinh ra đều phải thuận theo tự nhiên, sinh, lão, bệnh, tử, chẳng thể trái được. Khi sự việc đều bắt nguồn từ nguyên căn của nó, nhân quả tạo nên mọi cung bậc của cảm xúc vui buồn, sướng khổ. Hiểu được quy luật này thì sẽ biết trân quý, hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng cố gắng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Kính mời quý Phật tử và quý tín giả cùng chúng tôi tìm hiểu bốn thứ không tồn tại vĩnh viễn trong cuộc đời theo lời Phật dạy để cùng chiêm nghiệm và suy ngẫm. Lời Phật dạy: bốn thứ không tồn tại vĩnh cũ, hiểu để bớt thống khổ. Có câu chuyện kể rằng, vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni sống tại Kỳ Viên Tịnh Xá, có cặp vợ chồng Bà La Môn nọ có cô con gái khoảng 14-15 tuổi, rất đoan trang, thông minh, lại có tài ăn nói, hiếm người nào sánh kịp. Nhưng đột nhiên, cô bé mắc bệnh nặng và không lâu sau thì qua đời. Hai vợ chồng thương yêu cô con gái độc chất này còn hơn cả mạng sống của mình. Thường ngày, hễ gặp chuyện gì ưu phiền, chỉ cần nhìn thấy con gái, những âu lo phiền não ấy lập tức tan biến. Vậy nên, khi phải đối mặt với cái chết đột ngột của con gái, người cha vô cùng thống khổ, mỗi ngày đều khóc lóc thương tâm, đau buồn quá mà phát điên lúc nào không hay, cả ngày chỉ đi lang thang khắp nơi. Một lần, trong lúc lang thang, người cha đi tới chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa gặp, ông bỗng như người tỉnh cơn mê. Ông cúi đầu quỳ lại Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi nói với giọng bi thương: con không có con trai, chỉ có duy nhất đứa con gái này. Nâng niu con bé như châu ngọc trên tay, con bé khiến con quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống. Nhưng con bé đột nhiên lâm bệnh nặng, rồi ra đi ngay trước mắt con. Dù con lay thế nào con bé cũng không tỉnh, gọi con bé cũng chẳng thưa. Hai mắt nó khép chặt, cơ thể lạnh dần đi, hô hấp cũng ngừng lại. Mặc cho con kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không linh. Những ưu uất thống khổ trong lòng con không tài nào thả nổi, khó lòng không chế được. Chỉ mong Thế Tôn tháo gỡ những ưu phiền này giúp con. Ông vừa nói với giọng nghẹn ngào đau khổ, vừa rơi nước mắt, khiến người nghe xung quanh không khỏi bi thương. Đức Phật nghe xong nói với ông rằng: trên đời có bốn điều không tồn tại vĩnh cửu. Một, điều tưởng là trường tồn, điều vẫn sẽ thay đổi. Hữu thường giả tức vô thường. Phàm là việc gì trên đời cũng đều không được mãi mãi. Người ta có sinh, lão, bệnh, tử. Trời đất có xuân, hạ, thu, đông. Tiết trời có nóng lạnh. Vạn vật cứ luôn luôn vận động như thế, chẳng bao giờ đứng yên, cũng chẳng bao giờ trường tồn vĩnh cửu. Chẳng hạn như với cơ thể người, khi con tim còn đập, thì mọi hoạt động trao đổi chất, quá trình sinh lão bệnh tử đều diễn ra tuần tự nhịp nhàng. Bất kỳ ai cũng thuận theo quy luật của tạo hóa,
theo thời gian cũng dần biến mất khỏi cõi đời. Trời đất, núi sông, vũ trụ đều phải trải qua quá trình hình thành, phát triển và bị diệt vong. Có thể thấy, ai ai cũng biết, hiểu về quy luật của tạo hóa, nhưng lòng tham của con người quá lớn để có thể chấp nhận được quy luật của tạo hóa này. Khi con người ta biết tu tập, ngộ đạo hiểu chân lý quy luật của cuộc sống, thì dù gặp phải nghịch nào, thì cũng chấp nhận mà không quán tham. Vạn vật đều vô thường, học cách chấp nhận buông bỏ để cuộc sống trở nên an yên, hạnh phúc. 2. Giàu có không thể vĩnh viễn. Phú quý giả, tức bất cửu. Người xưa nói, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Hàm ý sâu xa là, thời vận luôn luôn biến đổi, vinh hoa phú quý cũng liên tục đổi dời. Phật gia giảng, tài phú của người đời kiếp này chính là phúc báo có được từ kiếp trước. Kiếp trước tích đức, hành thiện, sùng kính Phật, tín ngưỡng thần, thì kiếp này hưởng giàu sang phú quý. Vậy nên, đừng nhìn nhận một người ở của cải, tài vật mà họ đã có trong tay. Thứ ấy sau trăm năm đều biến thành hư ảo cả. Người ta chết rồi cũng chẳng mang theo được. Lúc nhắm mắt, ai cũng chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Thế nên mới nói giàu có không thể vĩnh viễn là vậy. Ở một nghĩa khác, sở dĩ phú quý không thể kéo dài là vì con người thường có lòng tham, không biết điểm dừng. Họ có tiền bạc sủng sỉnh, nhà lầu, xe hơi, vợ hiền, con đẹp, nhưng lại chẳng bao giờ vừa ý, thỏa mãn. Họ dành cả đời này để đuổi theo hư vinh, sự xa hoa, cứ muốn kiếm thật nhiều tiền hơn nữa mãi. Cuối cùng, họ có thể đánh rơi những phẩm giá quý báu nhất của mình, trở nên vị tư, quên cách bố thí, quên cách nghĩ cho người khác. Như vậy, họ sẽ thất đức. Bạc tiền có đầy núi, đầy kho rồi cũng tiêu tán cả. Giàu sang không chỉ là tiền bạc, mà nó còn là tiếng thơm, làm phúc đức. Khi bạn cho đi, thì bạn sẽ nhận lại được kết quả lớn hơn rất nhiều so với cái bạn cho. Vì vậy, thay vì cứ lo vun đắp riêng cho bản thân, mọi người chúng ta nên san sẻ vật chất, tinh thần để luôn có được hạnh phúc vật chất và tinh thần. 3. Tụ hợp ắt sẽ phải biệt ly. Hội hợp giả tức biệt ly. Đời người quá ngắn, phút giây trùng phùng thật đáng quý. Đáng quý hơn cả là bởi nó sẽ chẳng được bền lâu. Tan tan hợp hợp là lẽ thường của sự đời. Cha mẹ không thể ăn đời ở kiếp cùng ta. Bè bạn dù thương tiếc đến mấy, nào có khác gì một tầng mây. Tụ hồi rồi lại tan đi. Người yêu tuyệt vời, thề nguyện trăm năm, rồi một sớm mai cũng khuất theo mờ sương gió. Trên chặng đường đời của mình, chúng ta sẽ luôn phải đối diện với những cuộc tụ hợp rồi chia ly như vậy. Ta sẽ phải kinh qua hết thảy những chén rượu tương phùng cho đến những sân ga tiễn biệt. Mà xét đến cùng, tất cả đều không nằm ngoài hai chữ duyên phận. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. 4. Khỏe mạnh đến mấy rồi cũng sẽ phải về với cát bụi. Cường kiện giả tức quy tử. Sức khỏe của người ta chính là thứ không bền vững nhất. Hôm nay trẻ tráng, khí huyết phùng phần, chí ở bốn phương, nhưng rất có thể ngày mai là thân thế cồm cõi, tóc bạc, da mồi, hít thở còn khó. Vì vậy, con người phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, nên chẳng ai dám nói rằng mình mãi mãi khỏe mạnh. Cổ nhân cho rằng giàu sang phú quý chẳng quan trọng bằng có sức khỏe tốt. Cho nên, trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta thấy người xưa luôn tìm kiếm phép dưỡng sinh, tồn thần dưỡng khí và tu luyện để được trường sinh bất lão. Chính vì họ ý thức được điều này, sức khỏe là trời ban, nhưng đến một ngày trời cũng sẽ lấy đi nó. Vì sức khỏe là có hạn, nên Phật gia giảng rằng
người ta phải biết tự ước thúc dục vọng của mình. Mãi mê truy cầu, chạy theo dục vọng, ắt sẽ tự hại bản thân. Sinh mệnh chẳng được lâu dài. Phép dưỡng sinh tốt nhất là chính là tu dưỡng, tu luyện chính mình. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử nói: Triêu văn đạo, tích tử khả hỷ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Nghe được đạo, đắc được pháp rồi, thì chính là sống không hoài phí thân người, dẫu chết cũng vẫn vui. Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 8-9 phần, mà cõi người thật ngắn ngủi. Làm sao để sống một đời không nuối tiếc, muộn phiền? Người ta nói, nhân sinh là giấc mộng dài. Trăm năm qua đi tự như chớp mắt, và trần gian chỉ là quán trọ gian đường chẳng được bền lâu. Phật gia cho rằng, cõi người chỉ là một chẳng nghĩ chân rất nhỏ của quãng luân hồi đời đời kiếp kiếp qua đằng đẵng tháng năm. Thân người hôm nay đắc được, ngày mai chắc gì đã giữ được bền lâu. Thế nên, Phật gia cũng khuyên người ta trở nên chấp nhất, ôm giữ bất cứ điều gì trong cõi trần ai. Tất cả đều là mộng, là bong bóng, sẽ dở tan một khi người ta nhắm mắt xuôi tay. Học cách buông bỏ chính là tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất. Lời Phật dạy giúp chúng ta hiểu rõ được lẽ thường của tự nhiên con người chỉ có thể lựa chọn cách sống, không thể trái được sinh, lão, bệnh, tử. Bạn được sinh ra trên cuộc đời này là một may mắn. Cuộc sống hữu hạn, vì vậy hãy sống có ích cho cuộc đời, xây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình, xã hội, để xóa bỏ được mọi ưu phiền, đau khổ, tàn ác, sự đố kỵ, ghen ghét, tham lam, sinh ra trong một cuộc đời tốt đẹp, an vui.